Alo, Hồng Gia đó hả con? Trong cuộc gọi này chú ba được phép gọi ba nhân vật phải nói là cộm cán nhất. Cái người đã tạo ra cái vụ án sao kê, cái bộ ba Tam Sơn này con biết là ai không? Đó là cái bộ ba Tam Sơn, tức là có nghĩa là Bay nè, Sạc Pháp và Ngao Mỹ. Và trong cái bộ ba này nó nhìn cứ tưởng Bay là cái người chơi cờ, nhưng mà thật ra đó Bay chính là một cái con cờ bị Sạc Pháp và Ngao Mỹ lợi dụng thôi bè à. Bay có biết không? Cụ thể như thế nào thì để chú ba sẽ phân tích để cho bay rõ nghe. Bay có biết không? Cái thời gian thấm thoát vậy mà nhanh, cũng 1 năm là trôi qua rồi. Cậu năm bay đã ra đi và đã an yên ở cõi Phật rồi. Được bé mốm và các anh em họ võ hương khói đầy đủ. Được là khán giả khắp nơi thường xuyên là thay nhau đến cái căn nhà ở số 5 để mà dâng những cái nén hương yêu thương. Và đôi khi đó trong những cái nén hương ấy đó, bay biết không, có cái sự hồi hướng công đức dành cho cậu bay. Nếu mà nói thương yêu cậu bay á, thì ai mà qua được con bé móng. Nhưng mà bay á, là lại nói không cái điều đó nghe. Bay cũng là một cái người hay đại diện cái lũ cần cờn, nói rằng là yêu thương cậu năm bay ruột thịt dữ dội lắm, phải không? Yêu thương tới cái mức là bay nghe lời Sạt Pháp đi chọn mua đất rất sớm để mà chôn sống cậu của bay, để mà trù cho cậu bay chết nhanh nhanh. Bởi vì bay thèm lắm cái căn nhà của cậu, phải không? Nó yêu thương bay yêu thương cậu đến mức là phải nghe lời với cái con Ngáo Mỹ khổ công đi tìm thợ khắc đá rồi khắc cái bài thơ cho cái con Ngáo Mỹ ấy đặt bên cạnh mộ phần của cậu của bay ở tại Hoa Viên Bình Dương. Đây là một cái sự là chú ba nói là nó cợt cỏm mà nó làm được, phải nói là cũng nể bay ghê. Yêu thương cái quái gì như vậy bay? Thiết nghĩ là cái phiến đá đó đó, theo chú ba nghĩ nên khắc lên 2 hình ảnh và 2 chữ, một cái hình ngôi sao 5 cánh và một cái hình ảnh con gà hay còn gọi là con kê, và sau đó khắc thêm 2 cái chữ sao kê thì phải nói là vô cùng tuyệt vời đó bay. Tại đây cái vụ án sao kê hiện tại nếu mà không có Sạc Pháp và Ngáo Mỹ thì bay khó có thể mà thực hiện thành công lắm, nhưng thật sự có thành công 100% hay không? Dĩ nhiên là không rồi bay. Chỉ thành công có một tí thôi con ơi. Một nửa của sự thành công thì cũng chỉ là một cái cột mốc để mà vượt qua hết tất cả những cái cột mốc còn lại thì mới thật sự là thành công bay ạ. Và cái sự thất bại của bay đó sẽ gọi tên bằng cái vụ án là sao kê đó, con Móm và Hồng Ni đang giải quyết hiện tại đó. Và cái vụ án này sẽ chỉ còn vấn đề thời gian nữa thôi bay, bởi vì cái chuyện này phải nói là quá rõ ràng rồi, làm sao mà bay có thể mà thoát được cái tội, đúng không? Bây giờ chú ba xét riêng về cái bộ ba Tam Sơn này nè, trong cái vụ án sao kê này nè, rõ ràng đó là bay đang bị hai cái kẻ già đầu kia lừa gạt mà bay không hề hay biết gì hết trơn trời. Bay thấy đó, tiền thì có thể là ăn đều chia đủ, đúng không? Sạc Pháp còn lời kể cả một cái bộ răng nữa, bay thấy không? Còn con Ngáo Mỹ thì bỗng nhiên nổi lên với cái danh phận là mợ năm hụt của bay. Thế là được nước cái bắt đầu nó lấn tới liên tục, dùng thân phận mợ năm hụt này lên live stream ở trên YouTube rồi tru tréo cả ngày cả đêm. Phải nói là kiếm quá nhiều tiền từ cái YouTube thông qua những cái đoạn ghi âm lén nè, những cái câu chuyện tự bịa đối với cố nghệ sĩ, tức là cậu bay. Và bay cũng nên nhớ kỹ cái điều này nha, cái con Ngáo Mỹ này cái miệng thì nói rất nhiều, nói đạo lý phải nói là các kiểu, nhưng mà chưa một cái lần nào bay về Việt Nam để mà thắp cho cậu bay một cây nhang vậy đó. Mà nó hô hào là quyên góp đồ ghê lắm, lợi dụng là tên tuổi của cậu bay thông qua cái việc là thao túng bay. Nó và Sạc Pháp phải nói là thành công trót lọt cái vụ kêu gọi tiền thì chia ba, đúng không? Nhưng mà quà thì mỗi bay gánh mà thôi đó bay. Không biết là bấy lâu nay bay có nhìn thấu được cái vấn đề này không? Giờ mà bị bắt thì mỗi bay bị pháp luật Việt Nam chế tài mà thôi. Bởi vì hai cái kẻ đưa kia đó sẽ thoát được, bởi vì họ không phải là công dân Việt Nam. Như vậy đồng nghĩa là bay sẽ chịu hết 100% trách nhiệm hình sự đó bay. Ngay từ đầu cuộc chơi này, chú bà thấy bay đã ngu rồi. Tại sao đi phạm pháp với cái hai cái kẻ không cùng quốc tịch, trong khi bay lại phạm pháp tại đất nước mà mình mà mang quốc tịch thì coi như là tàn đời, tanh bành té bẻ chuyện này hết rồi con ơi. Giờ thì Sạc Pháp thì nhỡn nhơ ở bên Pháp á, hưởng lương hưu. Còn con Ngáo Mỹ á, thì khi nào mà nó hết tiền đó, nó sẽ lên live stream chu chéo bằng cái tên của cậu năm bay để mà kiếm tiền từ YouTube. Đó, bà thấy chưa? À, chú bà nhắc lại nè, mọi hậu quả hiện tại là do bay ăn hết đó con. Không ai quan tâm dùng bay đâu, thức tỉnh chưa con? À, gây hệ quả thì cả ba cùng thực hiện. Tiền bạc gian dối lừa đảo khán giả kiếm được đó, thì ăn đồng chia đủ. Nhưng cả ba chiếc lắc bạc sau này thì chỉ có mỗi một mình con đeo lên người mà thôi à. Bay biết không? Nôm na bay có 3 cái lắc, lắc tay, lắc chân và lắc cổ nữa con. Nghiệp quá rồi con ơi. Đó, bay thấy không? Sau cái sự kiện 1 năm ra đi của cậu bay vì quá tham lam, bay đã và đang là sắp đạt tới cái đỉnh điểm của tội lỗi rồi bay. Cái cơn bão nhân quả báo ứng sẽ là quét qua cái cuộc đời của bay thôi. Để nói thêm cho con hiểu nè, tại sao chú ba nói là con
bị sạc pháp và con áo Mỹ nó phà gạt. Bây giờ con phải suy nghĩ lại đi, cái lời hứa của sạc pháp và con áo Mỹ đi, cả hai đều hứa là sẽ có show tốt cho con đi diễn ở bên Pháp lẫn bên Mỹ gì đó. Nhưng mà coi lại đi, cái show bên Pháp vừa rồi á, cô bay đó như thế nào, cái chuyện này thì khỏi bàn cãi ha. Cũng giống như là đi giờ diễn ở quán bị ôm. Còn cái chuyện mà ngáo Mỹ 9 lần 9 gần 100 lần nói là sẽ có show bự bên Mỹ các kiểu cho con đi hát, nào là Thúy Nga Paris các kiểu ha. Nhưng mà rồi có thấy là bay có được đi đâu. Nhưng mà đã có một cái điều đặc biệt xảy ra nha. Dù cho bay không được xuất hiện bằng da bằng thịt trên sân khấu, nhưng mà cái danh tiếng của bay, cái sự nhơ nhuốc, cái sự cợt cổm, cái sự là tham lam, cái sự thối tha, cái sự vô liêm sỉ của bay đó đã được nghệ sĩ Việt Hương đó mang lên trên sân khấu Paris bài này thông qua cái sự kiện là đồng sở hữu đó. Bay thấy bay có nhục cái lần đó hay là không, và thấy đồng đội của mình sao hả? À, không phải là bay đã bị lợi dụng hả? Lúc có phước thì cùng hưởng, nhưng mà khi có quả đó thì bay lại hưởng trọn cả ba, và đó là đáng đời cho bay. Tưởng mình thông minh ai dè bị lợi dụng, phải nói là đau đớn không tưởng luôn nghe bay. Người hứa với bay mà không thực hiện được đó là sạc pháp và ngáo Mỹ, chứ không phải là cậu năm của bay đâu. Chửi thì mình chửi cho đúng người, còn phẫn nộ thì mình phải gửi cho đúng chỗ cho bay, chứ không đó coi chừng ăn bạc tay đó nghe con. Thôi bây giờ chú ba tạm ngừng cuộc gọi này nha, để mai mốt chú ba tiếp tục gọi con tiếp tục nha. Bây giờ chú tạm dừng cuộc gọi này ở đây nha, chú từ giả khán giả của chú cái đã. Và bây giờ xin tạm dừng video ở đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video tiếp theo.